dục xuất, dục xuất. Bữa sau đi ngoài đường thấy tiền là không được lượng đây nghe chưa. Bước ra ngõ gặp tiền đã xui đồng, mà cầm đây là còn xui hơn đó. Ê làm đất tiền đó ê, có ai làm đất tiền không mày? 10 phút sau. Ơ em mất tiền một cái tao đó phải trả lại họ lượng ra đấy. Chứ mất kêu được tiền xui mà. Không, cái này họ xui chứ không phải mình xui. Không, cái này họ xui chứ không phải mình xui. Cái này đây. Ủa mới định rõ lại họ hả? Không, là phước lại cho họ cái đi. Là phước lại cho họ cái đi. Quá, công nhận có tiền xăm đồ sướng thiệt mới nghe. Chứ rằng, làm đầu tiên ta được trải nghiệm cũng giót xăm đồ mà không cần nhìn gió luôn. Kinh quá, đã sụp kinh bò con nó nam xị luôn. Thôi mà, tiền từ trên trời rơi xuống mà. Với lại câu nó tư vấn nhiệt tình. Bữa sau mà mình lượm được 2 triệu, mình bao chắc 2 triệu luôn. Nè, rứa con nó lượm tiền hay mà mới có lên xui không. Thì lượm ít mới xui chứ còn lượm nhiều hay. Đúng rồi. Ông, thêm là câu tôi mới lượm được 20 triệu đó. Trời ơi, chắc tiền của tôi rồi đó. Mấy chi tiền của ông? Thì tiền mà đưa tôi đỡ lẻ hồi sáng đó. Lấy mất rồi, mà tiền đâu rồi, đưa lẻ tôi đi. Này tiền này, này tiền nằm đây nè, mua đồ cho bọn này bọn. Chứ ra ăn kinh rồi. Thì tưởng mua tiền lượng mua đưa. Hai mà công đi ăn chơi phà phẩm, sáng mứa đồ, còn mua cho ông nữa. Ta nói rồi, lượng được tiền lắm xui mà mấy cái nó hay.